Hello, xin chào tất cả các anh em cần rủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tập một clip gồm một lô cần câu nha mọi người. Thì lô cần câu này là lô cần câu hạng lua, chuyên về cho lua thôi. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu phần lỗi còn giống clip, sếp lên anh em cứ gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Lấy lên cho mọi người thẳng. Thì cây thứ nhất lên mọi người là một cây cần một khúc. Thì cái này một cây hàng thương hiệu của Bạc Lây. Thì hàng thương hiệu Bạc Lây thì anh em cũng đã biết, một cây hàng của Mỹ nha mọi người, hàng thương hiệu của Mỹ. Forever Carbon. Đây, Bạc Lây. Đó. Thông số của nó đây. Thì fan của nó là fan Fuji nha mọi người, fan Fuji lõi xám nè. Tất cả đều là fan Fuji, hồi chuẩn. Không nứt bể gì hết, bao lỗ nha mọi người. Thì cây này một khúc thôi, một khúc. Cán là cán súng đó. Ngoại hình còn tương đối ok. Thì cái này nặng là 100g, đọt dài là 1m56 nha nè, dài 1m56, đọt 2 ly. Thì cái này tải mồi từ 5.25g đến 17.5g. rồi, giá công khai cái số 1 giá là 650k nhé. Cái này quên em đánh lóc ok nè, đánh mồi giả nhá, hơi nhá thiệt cũng ok luôn. Rồi, cây số 1 giá là 650k. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên mọi người cũng một cây cần lua máy ngang cản súng. Thì cây này một cây cần lua của hàng Korea anh em. Hàng của Hàn Quốc sản xuất. Bass là bass Fuji Japan. Fan là fan Fuji nha mọi người, fan là fan Fuji. Máy ngang cản súng. Những cây này thích hợp cho anh em mới tập lua đó. Chưa đầu tư gì nhiều thì mới tập lua, quất mấy cây này về đánh nó bền bỉ mà nó rất là ok nữa. Bupusi Forever Carbon. Đây, hàng lua nha mọi người. Đó, hàng của Korea. Thì cái này nặng 110g, đọt là 21, dài là 1m8. Độ cứng cái này ra tầm khoảng MLM nha anh em. Đó, chỉnh cho anh em lô lóc dài. Lô từ 7 đến 21g, dây từ 8 đến 20 lb. Giá cây số 2 giá là 400 nha anh em, 400 cộng tiếp cây số 2. Đó, cái này anh em về lua lóc ok nè. Tên nha hơi. Tải tới 21g. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người là một cây DP. Thì cái này cứng ML. Các foil cũng là foil carbon. Bass cũng là bass Pussy. Serpen. Thì cái này nội địa nha mọi người, lấy từ thị trường nội địa. Cán cũng là cán bằng fan Pussy nhé. Ngoại hình còn tương đối mới nha mọi người. Ngoại hình còn tương đối mới. Ngon lành. Thì cái này nặng là 120g, đọt 2 ly 2, dài là 1m68. Thông số phải mồi thì nó cũng để trên cần. Thì theo em đoán thì cái này gỡ tầm khoảng ML thôi, tải tầm khoảng 18g. Rồi, giá cây số 3 giá là 400 nha anh em, 400 cộng ship. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người vẫn là một cây cần lua máy ngang. Thì cây nào cây cần Ryobi. Đây, độ cứng là ML. Ryobi, độ cứng là ML. Foil vẫn là foil carbon nha anh em, foil vẫn là foil carbon. Cán là cán bằng. Fan của nó là vẫn là fan Fuji loại xám nè. Những fan rất là bền luôn, bát tầm bát thẳng. Ngoại hình còn tương đối sạch nha mọi người, tương đối sạch. Đây, fan Fuji các bạn sẵn nè. Máy ngang nha, cho anh em là mới tập lua, chơi lua muốn đánh thử cảm giác dòng cần nội địa, anh hơi cần bản Nhật thì đây, những cây này rất là lý tưởng nha. Thì cái này nặng là 100g, đọt dài là 1m68, đọt 1m8. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 17.5g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Rồi, giá công khai cây số 4 giá là 450k nha. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên mọi người là một cây cần Ryobi. Cán cũng là cán bằng, cần máy ngang. Bass cũng là bass Fuji nha anh em, bass cũng là bass Fuji, cán bằng. Độ cứng là ML, fan là fan Fuji, loại xám, foil carbon. Ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Đa số những càng này đều kiểm tra rất là kỹ rồi. Nó không có lỗi gì hết.
keo chảy ok nè, bát ok, thương hiệu Ruby, độ cứng ML. Thì cái này dài 1m98, tải mồi từ 5 đến 14 gram, tải dây từ 6 đến 12 lb. Cái này dạng cho anh em lưu lóc, lưu chẽm đó. Nên cảm giác thì loại này thì chuyên về nhái hơi nhiều hơn, mồi giả, chuyên về mồi giả nhiều hơn. Ven keo ok cho anh em. Đây, thì cái này sản xuất tại China nè, đó, mà có đầy đủ tem đầy đủ nha. Thì cái này nặng là 140g, độ 1m8, tải trọng từ 6 đến 12 lb, giá công khai cây số 5, giá là 550k nhé. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người vẫn một cây cần lua máy ngang. Đây. Bát bát Pussy, bát gòn luôn nhé, tem quàng. Phen của nó là phen gòn nè, đó, phen gòn. Chân gòn lỏ xám nha anh em. Đó, cán nó vẫn là cán bằng. Phôi cũng là phôi carbon, rất là đẹp luôn. Đây, còn nhé. Cây này một cây Olympic nha mọi người, cây một cây Olympic hàng rưỡi xuất Nhật. Phôi carbon, phen phen Fuji, phen gòn đỏ xám, bu bu mặt trời nè, bu sứ rất là dày, phôi rất là ok nha mọi người. Quá ok, một cây cần bát bát Pussy bát con luôn. Thì cái này nặng là 105g, độ 1m8, dài 1m68. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 14g, tải dây từ 8 đến 14 lb. Cái này độ cứng ra tầm khoảng ML thôi nhé. Đó, anh em đánh nghe hơi ruột tư. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 650k nhé. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa, một cây Daiwa Jupiter. Thì cây Daiwa Jupiter là một cây Daiwa còn full tuổi luôn, dạng hàng chưa qua sử dụng nhé. Miếng ni lông ở đây vẫn còn nè, ni lông bọc mấy cái shop vẫn còn. Dòng Daiwa Jupiter là một dòng Daiwa khá là nổi tiếng nha mọi người. Đó, phôi là carbon sẵn nè, sẵn nổi quăng luôn. Bát là bát Pussy, phen là phen Pussy luôn, phen Pussy là xám. Đây là Jupiter, phôi rất là đẹp nha anh em. Dòng đây qua phen nó đây, rất là mới luôn, sẵn gần gút. Cái còn phun tối như này, phun tối sắp hướng dẫn đầy đủ. Thì cái này dài là 1m6 như này, sau phía dài 1m6, độ cứng là ML, tải mồi từ 5 đến 18g, tải dây từ 6 đến 12 14 lb. Cái này sản xuất tại Korea nha anh em, rất là đẹp. Thì cái này chỉnh cho anh em lua lóc nha, lua lóc lua chẽm đánh giá hơi chuyên về đánh giá hơi nhiều hơn. Thì cái này đọt của nó là, để em đọc một số xem, đọt của nó là 1 ly 7, nặng là 135g. Rồi, giá công khai cây số 1 2 3 4 5 6, cây số 7 giá là 750k nha nè, 750k cộng xếp cây số 7. Đó, còn full túi nha, hàng chưa qua sử dụng. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần lua, cần lua mà dạng cần gút nha nè. Thì cây này một cây cần của Suzumi. Đó, hàng của Suzumi. Bát của nó là bát thẳng, cán này cán hở 3 khúc. Bát thẳng. Thì cái này được sản xuất tại China mọi người. Đây, made China. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng ML. Đây anh em, tải mồi từ 8 đến 20g, tải dây từ 8-16 lb. Fan của nó là dạng fan xích, nhưng mà fan xích của hãng nha anh em, chứ không phải là fan xích của Pussy. Đó, được cái là phôi carbon sẵn nè, anh em nhìn từ xa thấy sẵn nè, sẵn gân guốc luôn anh em. Được cái là phôi carbon sẵn, đọc không vậy, đọc sẵn gân guốc luôn. Đó,
anh em nào về lua lóc lua chẽm đó đánh nhai hơi nhai thiệt, đánh mấy cái này cũng rất là ok nha, tải tới 20 g đặng. Thì cái này dài 2m4, nặng 184 g, độ 1:9, rồi giá không khai cái số 8, giá là 650k nhé, giá cộng ship cho mọi người. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 lên cho mọi người vẫn một cây cần lua, cần lua dạng cần rút đó. Cây số 9 lên cho mọi người một cây cần lua cần của Suzumi đó. Cán này cần mút Ewa đó. Bát Fuji. Thì cái này một cây cần lua sát sót như nè, dài 3m trên đây, dài 3m, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Đó, đây hình con mồi lua giả nè. Đó, anh em về lua mồi nháy hơi nháy thiệt có mồi giả. Phen của nó là phen Fuji nha anh em. Phen này đã được kiểm tra rồi, không đứt bể gì hết nha. Phôi là cặp bên sẵn nè. Đó. Thì bán hàng quẩn cho anh em kiểm tra hàng trước nha, nếu hàng lỗi mà không dám clip lên anh em cứ gửi quà nha mọi người. Đây, hàng đọt cái này quẩn này cặp bên sẵn nha, rất là ok, phen thì khỏi bàn đọt ok nha mọi người. Rồi giá công khai cây số 9, giá là 650k nha. Thì cái này nặng là 279g, 229g, đọt 1.8, giá công khai cây số 9, giá là 650k. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 lên mọi người vẫn một cây cần lua dạng cần rút. Cản là cản mút đi qua cản màu đỏ nha anh em, rất là đẹp luôn. Thì cái này mới cán xà beng độ mới chơi trên tầm khoảng 90-95%, bát là bát Pussy bát Pussy. Cây này một cây ABY pencil, một cây hàng của Korea xuất Nhật đây mọi người, rất là đẹp nha. Thì cái này dài 2m7, tải mồi từ 10 đến 30g, tải dây từ 8 đến 20 lb, độ cứng tương đương với M. Rất là đẹp luôn. Phen của nó là phen Fuji nè mọi người. Phen nguyên chỉnh nguyên zin nhé. Thôi trong đây. Đó. Càng này càng carbon nha mọi người. Đó, carbon. Rất là đẹp luôn. Nói chung là càng cây này không có xuất sắc gì nhiều hết. Đây, sẵn nè. Rất ok nha mọi người. Thì cái này anh em lua lóc được nè, tải tới 30g. Thì cái này nặng là 197g, đọt 1:8. Giá hôm khai cây số 10, giá là 750k nha. Tiếp theo cây số 11. Cái 11 lên cho mọi người một cây hàng khá là thương hiệu luôn. Đó, đây thương hiệu của Daiko. Thì cây đại cô này số bộ phen là bộ phen Fuji Sit Bata Bat Fuji tem vàng đó, Fuji nha mọi người. Đây mọi người, một cây đại cô hàng thương hiệu. Đây. Đại cô nha anh em, hàng thương hiệu nội địa. Thì cây này nó dài là 3m6. Lua từ 14 đến 42g, line từ 10 đến 20 lb. Thì độ cứng tương đương với M nha anh em. Đó. Phen bộ phen của nó sở hữu là bộ phen Fuji Sit nha. Thì bộ phen Sit này là bộ phen xịn sò nhất này. Đó. Thì này, lỗ Sit thích nha. Phen này 3 phen gặp. Đọt đây, bu là bu Fuji Sit luôn. Rồi ok, thì ngoại hình cây này có xuất sắc TT nha mọi người. Đó, xuất sắc TT nè. Đó. Thì cái này em đo rồi, chỉnh là 3m6 luôn. Có lóng này nè, lóng này rút nó hơi gà tí nè. Đó. Nó dạng chóc sơn, thôi nó rút cái phôi tí. Em kiểm tra nha mọi người, phôi carbon nó lúc trong đây nha, sâu lắm nha. Không ra đánh răng ra đầu yên tâm. Đó. Đây, bát Fuji. Thì nói chung thì cây này nó cũng xuất sắc rồi, xuất sắc đi ti rồi đó. Mà phôi đánh còn rất là tốt nha mọi người. Đó, dạ anh em có thể câu gần cũng được đó, câu gần đánh lóc đánh xa bờ đó, anh em có thể về câu lăng xê cũng rất là ok. Rồi giá công khai cây thì cái này nặng là 330g, đọt là 2.4 lb. Rồi giá công khai cây số 11, giá là 1 triệu anh em.
1 triệu cộng tiếp cái số 1, một cây Daiwa luôn, hàng Daiko. Tiếp theo cái số 12. Thì cái số 12 lên mọi người một cây càng nội địa của Lightship, nhìn mọi người, My Ship. Thì càng này càng hở càng ba khúc nè, dạng càng đời cao. Fan cái này là một fan ship nha anh em, fan ship nhưng mà gọi là fan hãng chứ không phải là fan Pussy nhé. Đây. Thì càng còn rất là mới luôn. Đó, càng còn rất là mới. Đây, sứ ship rất là bóng nha. Càng còn rất là mới luôn. Báo tao bát thẳng nè. Thôi là phôi carbon. Thì cái này nó dài là 1m98, dài 1m98. Nó tải mồi từ 5 đến 14 gram, tải dây từ 5 đến 12 lb. Thì cái này nó dạng cứng cục ML nhé nè, cứng ML. Phôi rất là đẹp, carbon trắng. Fan là fan Fuji. Fan là fan Shit. Bù bù trong sáng. Phôi carbon nha anh em. Hàng rất là ok luôn. Đó. Rất là đẹp. Đây, hình có màu giả nè. Thì cái này nặng là 114 g, đọt 1 ly 7, dài là 198 g, dài là 198, dài 1m98. Rồi, giá công khai cây số 12, giá là 600 cộng ship cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 lên cho mọi người một cây cần của Suzumi. Đó. Thì cái Suzumi là một cây Suzumi carbon sẵn. Bát là bát Pussy, fan là fan Pussy nha nè, bát Pussy, fan Pussy. Đó. Độ cứng của cây này thì nó để là độ cứng, nó không có để độ cứng luôn ha, độ cứng ML nha nè, độ cứng ML. Đó. Mấy cây này thì anh em có thể câu hanh, câu tráp, câu câu ngâm cũng rất là ok, rất cảm giác, câu đỏng. Rất là ok nha, fan là cặp con sẵn nè, phôi là khỏi cặp con sẵn nè. Đó. Bát tabat Fuji rất là đẹp. Cái ngoại hình trên 90% nhé. Thì cái này nặng là 98 g, đọt 1 ly 8, độ cứng ML, không có thông số tải mồi. Đó. Thì độ cứng ML thì tương đương với tải tầm khoảng 12 g, 12-14 g. Rồi, giá công khai cái số 13, giá là một, giá là 600k nhé, 600 cộng ship cái số 13. Tiếp theo cái số 14. Cái số 14 là cho người vẫn một cây cần Suzumi. Cây này cũng mới can sà beng luôn, ni lông ở đây chưa tháo nó nè. Đó, ở đây cũng vậy, chưa tháo luôn. Bát là bát Suzumi, bát là bát cán bằng nè. Đó, bát bằng. Phôi là phôi carbon trắng, fan là fan Fuji loại xám. Nè, phôi rất là đẹp. Mấy cái này gọn nhẹ, anh em có thể câu mực cũng được, lu mực cũng được, rất là ok. Phôi sẵn nha mọi người, phôi carbon sẵn. Buông nè, fan nè, fan Pussy nha, tất cả fan này fan Pussy hết, đọc chữ nè. Thì cái này dài là 1m, để em xem, 966, dài 1m98 nha anh em. Cây này độ cứng là L thôi nha anh em, độ cứng là L, dạng câu cảm giác. Đó. Thì cây này dài 1m98, nặng 130 g, 105 g hay nhé. Đọt là 1 ly 9. Rồi, giá công khai cái số 14, giá là 600 nha anh em, 600 cộng ship cái số 14. Phôi đẹp nha, phôi đẹp, càng đẹp. Tiếp theo cái số 15. Cái số 15 lên cho mọi người vẫn là một cây cần lua, cần của hãng ABY Pencil. Thì cái này một cây hàng của Korea nhé. Cái này nó còn ni lông nè, ở đây cũng còn luôn. Đó. Phôi của nó là phôi carbon sẵn nè. Phôi carbon sẵn nha mọi người. Fan là fan Pussy loại xám. Bát tầm bát Pussy tem vàng. Rất là đẹp anh em, phôi rất là đẹp luôn. Thì cái này dài 2m4, tải mồi từ 5 đến 30 g, tải dây từ 6 đến 20 lb. Cái này anh em đua luôn lóc được rồi, luôn lóc, luôn chém các là ok.
đặc biệt cái nữa là bu bu xít nha mọi người, bu xít các bạn sẵn bu xít rất là đẹp, 2m4 càng có khuya sản xuất. Thì cái này nặng 180g, đọt 1 ly 7, rồi giá công khai cái số 15, giá là 700 nha anh em, 700 cộng xếp cái số 15. Tiếp theo cái số 16, thì cái số 16 là mọi người một cây hàng của Daiwa. Thì cái một cây Daiwa cắn hở lên nè, cắn dạng cắn 3 khúc, dạng đời cao. Đó. Fan của nó là fan Fuji nha mọi người, fan của nó là fan Fuji cần lua. Thì cái này dạng cho anh em lua mực nha anh em, đó, hàng lua mực. Cái này dài 1m8, cứng là cứng M, hàng của China xuất Nhật. Thôi rất là đẹp luôn. Anh em chịu khó thì lấy đôi lóc cũng được, rất là ok. Nhưng mà thông số cây này là chỉnh là lua mực nhé, bu là bu chống sắn, bu xít nhé. Điện thoại nó hay bị gì rồi, lấy nét tùm lum hết. Rồi, để tiếp theo đi, gắn quay cho xong. Rồi ok mọi người, càng đẹp. Liberty Group nè, ECC nè, cái một cây chuẩn đôi mực nhé, thông số đôi mực từ 2.5 đến 3.5, bè từ 0.6 đến 1.2 nhé, càng sao thì anh đọc anh em vậy. Thì cái này nặng là 118g, đọc 1 ly 5, cây số 16, giá công khai là 800 nha, 800 cộng ship cây số 16. Tiếp theo cây số 17, cây số 17 lên cho mọi người một cây cần của Suzumi, fan là fan Fuji, nội xám. Cán này cán mút này qua. Bát của nó là bát Fuji tem vàng. Rất là đẹp luôn. Cái này ngoại hình còn rất là ok nha anh em. Đây, hàng Suzumi, hàng của China xuất Nhật. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 14 lb. Cái này dài 2m7. 2m7 mà độ cứng mềm thế này thì anh em có thể đánh mồi giả lua chẽm thôi nha anh em. Đánh mồi giả lua chẽm. Thôi anh em có thể câu chép, dạng này câu chép rất là cảm giác luôn. Fan là fan Fuji nha mọi người, fan là fan Fuji. Fan ok hết, ngoại hình tương đối ok. Ngoại hình nó dạng sơn màu xanh ánh kim nè, rất là đẹp. Thì cái này nặng là 210g, đọt 1 ly 7, giá khai cây số 19, giá là 700 nha nè, 700 cộng ship cây số 19, cây số 17, giá là 700 nha nè, 700 cộng ship cây số 17. Tiếp theo cây số 18, thì cây số 18 lên mọi người một cây cần dựng nha nè, cái này cây cần dựng, cây này cây cần dựng mọi người, cây này một cây cần của men Nhật dựng nè, chuẩn của Nhật dựng luôn, men. Đi kéo nè, đi kéo địa chỉ lên nè, đó. Fan Fuji nha mọi người, fan là fan Fuji. Bát là bát Fuji tem vàng. Fan đây. Đây, chỉ đi đây. Dạng dựng mà dựng cần lua nha anh em. Fan nó để đây. Thì cái này dài 2m5, độ cứng cái này em đo nó ra tầm khoảng H nha anh em, H mà H khá là cứng á, cái này đánh lóc là ok luôn á. Đây, chữ Nhật lâm chân đó. Cái này đánh lóc ok anh em, khá là cứng đó, cứng khoảng H mà H. Thì cái này nặng là 310g, đọt 2 ly 9, giá công khai cái số 18, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cái số 18. Tiếp theo cái số 20, cái 20 lên cho mọi người một cây cần của Suzumi. Thì cây là cây Suzumi carbon, carbon sẵn luôn, sẵn găng guốc nè. Fan là fan hãng nha mọi người, fan là fan hãng, lõi xít fan hãng nhưng mà fan xít. Đây, một cái Suzumi hàng China xuất Nhật, for carbon sẵn găng guốc, rất là đẹp. Bát là bát Suzumi,
Thì cái này tải mát là 60g anh em, độ cứng ra tầm khoảng MH thôi. MH mát 60g. Lai mát B là 2.5 nhé. Thì cái này dài là 3m nha mọi người. Độ cứng M dài 3m. Phôi sẵn rất là đẹp luôn. Phanh xít nha anh em, phanh xít, phanh hãng. Được cái là bu chống sắn. Bu Fuji nha mọi người. Bu chống sắn bu Fuji nè. Đó. Carbon sẵn rất là đẹp. Găng gút. Cái này của anh em lô lốc và hết bài. Dài 3m, cứng M. Thì cái này nặng là 255g, đọt 2 ly, giá công khai cái số 19, giá là 800 nha. Tiếp theo cái số 20. Cái 20 lên cho mọi người là một cây cần dạng cần của ai đây? Ocean. Cái Ocean True nè. Đó. Thì cây này phen của nó là phen ship nhưng mà phen hãng mọi người, phen ship phen hãng. Cán là cán bằng. Phôi là phôi carbon sẵn ít hai da. Lấy nét đây. Bát là bát thẳng. Được cái là phôi đẹp nha anh em. Phôi rất là đẹp. Phen hãng nè. Đó. Bu nó đây. Sáng găng guốc nha mọi người. Thì cái này dài 2m7, nó lai từ 10 đến 20 lb, tải M từ 3 đến 80g, độ cứng tương đương với MH. Đó. Này đánh lốc và hết bài. Chuẩn ok luôn. Rồi, dạ. Cái này nặng là 267g, đọt 2 lim. Rồi giá công khai cái số 20, giá là 800 nha. Tiếp theo cây số 20 là cây số 21. 21 lên mọi người một cây cần của Waco. Thì cây này dài 2m7, độ cứng là M nha anh em, premium, độ cứng M. Dài 2m7, độ cứng M, tải mồi từ 10 đến 40g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Thành phần carbon 96%, độ 2 ly 2. Độ cứng M, một cây cần độ cứng M dài 2m7 thì nó sẽ tải mồi ra tầm khoảng 40g nha anh em. Tải mồi 40g, đặc biệt cây này số bộ phen gon nha anh em, bộ phen gon. Đây, đó, bộ phen gon. Góc là góc Japan nè, Fuji Japan. Cán là cán bằng, cán là cán bằng. Phen gon nha mọi người. Phôi carbon trắng rất là đẹp luôn. Bát thu si thôi, bát trắng rất ok nha. Sẵn cái anh bút nha nè. Thì đây thông số tay mồi đây. Đó, từ 10 đến 40g. Thì cái này anh em đánh lốc vào bộ tư nha anh em, đánh lốc ok rồi. Đó. Rồi, giá công khai cây số 20 mấy trời, cây số 21. Giá công khai là 1,2 triệu nhé. Tiếp theo cây số 22. Cây 22 lên cho mọi người một cây tay qua. Thì nãy giờ lên thì chỉ có duy nhất cây này thôi. Cây này là một cây fan xít như này, fan xít và fan Fuji. Đó. Cây một cây tay qua cắn mốt cắn 3 phút, phen là phen Fuji đổi xít. Bát là bát tay qua. Đây cây là một cây tay qua Phantom nha anh em, tay qua Phantom hàng của Nhật lấy về. Đúng rồi, tay qua Phantom. Thì cái này dài là 3m3, độ cứng là ML. Thì độ cứng ML là độ cứng tương đối mềm, anh em có thể câu nháy hơi màu giả. Anh em có thể câu chép cũng được, có một số anh em lấy mấy cái này câu chép rất là cảm giác luôn. Cần có xuất sắc nè,
đó, chẳng có xuất sắc cho mọi người. Được cái là bộ phen xịn, bộ phen xít nhá, bộ xít luôn. Đây, càng xuất sắc nè mọi người, đó. Thì càng xuất sắc thì em báo anh em xuất sắc thôi. Thì cái này sản xuất tại Taiwan. Rồi giá công khai cái này nặng là 225g, đọt 21, giá công khai cây số 22, giá công khai 1.3 nha mọi người, 1.3 cây 22. Tiếp theo cây số cuối cùng, cây số 23. Thì cây 23 lên cho mọi người một cây cần lua 3 khúc. Thì cây lua 3 khúc này còn rất là mới luôn, có định vị của lóng nè. Đó. Phen là phen Pusi nè, phen Pusi. Bát là bát Pusi. Pusi cần rất là mới, cần hàng của Suzumi. Cây này là cây 3m3, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 20lb. Định vị đầy đủ, cần rất là đẹp. Tem đầy đủ nha mọi người, đẹp miễn bàn. Thì cái này nặng là 295g, đọc 21. Rồi giá công khai cái số 23, giá là 800 nha, 800 cộng ship. Rồi giá tổng cộng 23 cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu người cái đồng chốt đứng lại số điện thoại tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.